Mới đây nhất, dân tình đã phát hiện ra công ty quản lý của Jack đã xóa hẳn tên anh chàng ra khỏi danh sách nghệ sĩ. Tuy phía công ty không có phát ngôn chính thức nào, nhưng mà động thái lần này thì một lần nữa đã khẳng định tin đồn Jack có xích mích với công ty là thật. Công ty quản lý của Jack đã xóa hẳn tên và hình ảnh của anh chàng ra khỏi danh sách nghệ sĩ hiển thị trên mạng và chỉ để hình ảnh của KICM, càng khiến cho fan có cơ sở tin vào chuyện tan vỡ của cặp đôi sóng gió. Trong khi đó, ca sĩ Quang Đăng Trần đã chính thức rời công ty đã lâu, tuy nhiên hình ảnh và tên vẫn chưa bị gỡ khỏi danh mục nghệ sĩ của công ty. Hiện phía công ty KICM chưa có chia sẻ gì thêm. Thái Vũ cũng có chia sẻ, Jack đã được bao ăn ở và được đi diễn, ngoài ra thì không nhận được một đồng lương nào từ phía công ty. Thậm chí mẹ nuôi của Jack và KICM luôn theo dõi và quản lý Jack rất gắt gao, Jack không có tự do riêng. Hành động xóa tên Jack ra khỏi danh sách nghệ sĩ của công ty nhanh như thế này đã khiến công chúng thêm tin tưởng vào việc Jack bị bóc lột và mong muốn đòi lại công bằng cho Jack.